Chúa theo Thánh Matthew, chương 19, câu 3 đến câu 12. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-xêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng cha giả đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ. Chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi họ lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe gợi nhắc cho chúng ta về một vấn nạn đang được mọi người chấp nhận vào thời của Mô-xê. Đã có những người chồng đuổi vợ đi và lấy vợ khác. Nhưng nếu người vợ bị đuổi đi mà đi với người đàn ông khác, người chồng có thể tố cáo vợ bị đuổi là ngoại tình và có thể sẽ bị xử tử. Trước thói quen xấu này, Mô-xê đưa ra một luật cụ thể như sau: nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Và người ta hiểu như vậy là Mô-xê cho phép ly dị. Như vậy, một đằng Kinh Thánh cho thấy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đằng khác, Mô-xê lại cho phép ly dị. Những người Pha-ri-xêu trong tin mừng hôm nay đã dùng vấn nạn này để thử Đức Giê-xu. Trước vấn nạn mà những người Pha-ri-xêu nêu ra, Chúa Giê-xu cho thấy, sở dĩ Mô-xê cho phép viết chứng thư ly dị là vì lòng cha giả đá của họ. Mô-xê chỉ cố gắng thiết lập và xác định một số quy tắc hầu kiểm soát một thói quen xấu đã và đang phổ biến để che chở người phụ nữ. Thật vậy, trước khi Mô-xê cho phép ly dị, thì đã có những người chồng đuổi vợ đi và lấy vợ khác. Nhưng nếu người vợ bị đuổi mà đi với người đàn ông khác, người chồng có thể tố cáo vợ bị đuổi là ngoại tình và có thể sẽ bị xử tử. Trước thói quen xấu này, Mô-xê đưa ra một luật cụ thể. Nếu người chồng đuổi vợ đi vì một lý do nào đó và đi lấy vợ khác, thì phải viết cho người vợ bị đuổi một chứng thư ly dị,
để trả lại tự do cho người vợ, để nàng có thể kết hôn với người đàn ông khác. Như vậy, vấn đề ly dị theo luật Mô-xê thực tế chỉ là một nguyên tắc lựa chọn giữa hai điều xấu phải chọn và điều ít xấu hơn. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy tương quan giữa người nam và người nữ không phải là điều mà con người tự do định liệu, bởi vì không phát xuất từ con người hay bất cứ thể chế nào của con người, nhưng từ Thiên Chúa trong tư cách là đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng loài người trong sự khác biệt nam nữ. Ngài đã nhắm người này cho người kia, đã quy định rằng họ kết hợp với nhau và nên một xương một thịt. Phá bỏ sự bố trí này là một hành vi xuyên tạc thô bạo và chống lại ý muốn của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn biết để ý muốn của Thiên Chúa, thể hiện trong đời sống của mình và sống ân sủng mà bí tích hôn phối mang lại. Hầu giúp các đôi vợ chồng luôn tìm được bình an và hạnh phúc trong chính đời sống hôn nhân của mình. Amen.